Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Đạo sĩ Tử Thông. Hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn về vận trình tiền bạc trong cái ngày 18 tháng 9 âm lịch, ngày Đinh Tị. Và như thường lệ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Đây sẽ là cái thời điểm mà một số con giáp sẽ đón nhận cái sự giúp đỡ từ quý nhân, người sẽ mang lại những cái cơ hội lớn để cho quý vị phát triển về cả sự nghiệp tài chính. Đôi khi chỉ cần một cái sự hỗ trợ đúng lúc đúng chỗ thì cuộc sống của chúng ta cũng sẽ có những cái thay đổi theo cái chiều hướng tích cực, và thành công sớm muộn cũng sẽ đến, và đến một cách dễ dàng hơn. Vậy thì trong ngày hôm nay, ngày 18 tháng 9 âm lịch, ai sẽ là những con giáp sẽ được thần may mắn hỗ trợ, có được cái tài lộc như ý, phú quý giàu sang? Và những con giáp này sẽ gặp được những vận may gì để mà gia tăng thêm cái tài lộc và những cái may mắn cho mình? Tất cả sẽ được Tử Thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước khi đi vào phần luận giải chi tiết, quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình, cũng như là để luôn cập nhật những video mới nhất, hay nhất của Tử Thông quý vị nhé. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái ngày 18 tháng 9 âm lịch thì để xét về cái độ may mắn thì đầu tiên chúng ta cũng xét về cái mối quan hệ địa chi. Địa chi là chúng ta có đinh ngày Đinh Tị, đúng không ạ? Thì là có địa chi là Tị. Tị thì là lộc của những người có thiên can Đinh Bính và Mậu, đúng không ạ? Như vậy những người có thiên can Bính và Mậu sẽ gặp được những cái may mắn. Bính là những người có năm sinh là số 6 và Mậu là những người có năm sinh là số 8. Thưa quý vị, đối với những người có thiên can Bính ấy, thì nói chung ấy, thiên can Bính là thuộc hành hỏa, nó là dương hỏa. Nó đại diện cho cái sự năng động, nhiệt tình và cái sự quyết đoán. Đối với những người thiên can Bính ấy, thì những người mang cái thiên can Bính thường có cái tinh thần mạnh mẽ, không ngại đối đầu với những cái thử thách, luôn sẵn sàng hành động để đạt được cái mục tiêu. Khi mà những người có thiên can Bính mà gặp may mắn, gặp được cái vận lộc tồn này, thì nói chung ấy, đây sẽ là một cái thời điểm vô cùng thuận lợi để cho những người này đón nhận cái sự thịnh vượng may mắn về mặt tài lộc và phát triển trong sự nghiệp, tình cảm cũng như là mọi mặt khác của cuộc sống cá nhân. Cái sao lộc tồn nó là một trong những cái cát tinh mạnh mẽ nhất trong cái hệ thống tử vi, biểu tượng của cái sự thịnh vượng, tài lộc, bền vững và may mắn về mặt tiền bạc. Khi mà được cái sao lộc tồn nó chiếu mệnh ấy, thì nói chung ấy, những người mang thiên can Bính sẽ có cơ hội tích lũy được tài sản và đạt được cái sự ổn định về mặt tài chính. Tài lộc không đến quá bất ngờ hay là nhanh chóng thì nó sẽ mang đến cái vận trình tiền bạc, tài lộc bền vững. Trong cái ngày 18 tháng 9 âm lịch, nói chung ấy, những người có thiên can Bính có thể sẽ nhận được những nguồn thu nhập đều đặn từ những dự án, từ công việc mà họ đã dày công xây dựng từ trước đó. Cái sao lộc tồn này nó không chỉ mang lại cái sự thịnh vượng về mặt tiền bạc đã được tích lũy, mà nó còn tạo ra những cái cơ hội để gia tăng thêm cái thu nhập thông qua những cái dự án mới, hoặc là các khoản đầu tư khôn ngoan, hoặc là các cơ hội kinh doanh dài hạn. Đây là lúc mà những người có thiên can Bính nên tập trung vào cái việc phát triển cái tài chính bền vững, duy trì cái sự cẩn trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trong các quyết định liên quan đến chuyện tiền bạc. Thì ngoài ra cái sao lộc tồn nó cũng giúp cho những người có thiên can Bính giảm thiểu cái rủi ro trong các hoạt động đầu tư. Những quyết định tài chính trong thời gian này thường sẽ mang lại kết quả tốt, ít gặp phải những cái rủi ro hoặc là khó khăn bất ngờ. Tuy nhiên cái điều quan trọng là những người có thiên can Bính vẫn cần phải duy trì cái tính kiên nhẫn và không nên vội vàng để đảm bảo cái thành công được lâu dài hơn. Không như vậy, khi mà được cái sao lộc tồn ở chiếu mệnh ấy, thì những người có thiên can Bính này còn sẽ gì được tạo điều kiện thuận lợi cho cái sự nghiệp nó phát triển mạnh mẽ. Những người thuộc cái thiên can Bính vốn là những người nổi tiếng với cái tinh thần trách nhiệm cao và cái khả năng làm việc chăm chỉ. Khi mà được cái sao lộc tồn chiếu mệnh thì cái sự nghiệp của họ sẽ có những cái bước tiến triển đáng kể nhờ vào cái sự ổn định và các cơ hội được thăng tiến. Đối với những ai mà đang làm trong công việc, trong môi trường công sở, thì đây cũng là lúc mà các bạn có thể nhận được sự công nhận từ cấp trên và từ đồng nghiệp, mở ra những cơ hội được thăng chức, tăng lương. Những cái nỗ lực mà các bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian vừa qua cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Đồng thời, các dự án, các kế hoạch công việc mà các bạn đang theo đuổi cũng sẽ có xu hướng phát triển thuận lợi, mang lại những kết quả tốt đẹp cho những người thiên can Bính. Những người kinh doanh buôn bán hoặc là đầu tư cũng sẽ thấy rằng đây là cái thời điểm lý tưởng để mở rộng quy mô hoạt động. Bên cạnh đó, cái sao lộc tồn nó còn mang đến cái sự ổn định và thịnh vượng, giúp cho các bạn xây dựng được một nền tảng vững chắc cho các dự án dài hạn. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa cái vận may này thì những người mang thiên can Bính cũng cần phải liên tục kiên nhẫn, duy trì cái sự tập trung và cố gắng nỗ lực mỗi ngày, quý vị nhé. Bên cạnh đó, không những may mắn về vận trình tiền bạc tài lộc mà cái vận trình tình duyên khi sao lộc tồn nó chiếu đến nó cũng sẽ hỗ trợ thêm tạo ra cái mối quan hệ tốt đẹp. Những người mang thiên can Bính thì thường có cái tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn, nhưng đôi khi lại hơi nóng nảy. Khi gặp cái sao lộc tồn thì các mối quan hệ của họ sẽ trở nên là hài hòa hơn và ổn định hơn.
những cái xung đột nếu mà có sẽ được giải quyết một cách nhẹ nhàng và êm đẹp. Về mặt tình cảm, những người độc thân có thể gặp được những đối tượng phù hợp thông qua cái việc công việc hoặc là các mối quan hệ xã hội. Đây là thời điểm để các bạn mở lòng mình và đón nhận những cái mối quan hệ mới, tạo cơ hội cho cái sự phát triển trong tình duyên. Đối với những người đã có đôi thì cái mối quan hệ của các bạn cũng sẽ trở nên ổn định hơn và bền vững hơn, giúp cả hai thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau trong các kế hoạch trong tương lai. Như vậy là quý vị thấy rằng là gì? Nói chung ấy, khi mà những người có thiên can bính mà gặp cái sao lộc tổn ở chiếu mệnh thì nói chung ấy, đây là một cái dấu hiệu cho thấy cái vận may về tài lộc, sự nghiệp và tình duyên. Đây là cái thời điểm lý tưởng để các bạn tận dụng các cơ hội về mặt tài chính, xây dựng cái sự nghiệp bền vững và củng cố các mối quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, những người mang thiên can bính cũng cần phải tiếp tục duy trì cái sự kiên nhẫn, tập trung và cẩn thận để đạt được cái thành công lâu dài hơn. Với cái sự hỗ trợ của cái sao lộc tổn ấy, cuộc sống của các bạn sẽ được thăng hoa, mang lại cái sự thịnh vượng, hạnh phúc trọn vẹn cho những người có thiên can bính. Vậy thì những người có thiên can bính là ai? Cụ thể là sinh năm nào? Cái sao lộc tổn chiếu mệnh thì trong những người thiên can bính thì ai sẽ là người may mắn nhất? Thì chúng ta cùng xét nhé. Chúng ta biết những người có thiên can bính bao gồm tuổi sau này. 1946 là tuổi Bính Tuất, có ngũ hành thuộc Thổ. 1956 là Bính Thân, có ngũ hành thuộc Hỏa. 1966 là Bính Ngọ, ngũ hành thuộc Thủy. 1976 là Bính Thìn, ngũ hành thuộc Thổ. 1986 là Bính Dần, ngũ hành thuộc Hỏa. 1996 là Bính Tý, ngũ hành thuộc Thủy. Đó là những con giáp mà được cái sao lộc tổn chiếu mệnh, được sao lộc tổn chiếu mệnh. Vậy thì chúng ta cùng xét xem trong những con giáp này thì con giáp nào là con giáp may mắn nhất, chúng ta cùng xét nhé. Thì chúng ta biết cái ngày 18 tháng 9 âm lịch ấy, ngày 18 tháng 9 âm lịch thì nó là ngày Đinh Tị đúng không ạ? Ngày Đinh Tị thì nó cũng là được Thổ, nạp âm ngay là Thổ đúng không ạ? Thổ thì sẽ sinh cho Kim, nhưng mà trong những con giáp này không có tuổi nào mệnh Kim. Thứ hai là Thổ tỷ hòa với Thổ, mà Thổ thì chúng ta sẽ có tuổi Bính Tuất và những người tuổi Bính Thìn đúng không ạ? Thì hai tuổi này xem nhau, Bính Thìn xếp vị trí số 1 và Bính Tuất xếp vị trí số 2. Tiếp theo là Đinh Tị Thổ, Thổ thì sẽ được Hỏa nó sinh cho, Hỏa chúng ta có tuổi Bính Thân và tuổi Bính Dần. Như vậy là những người tuổi Bính Thân may mắn hơn, nó xếp vị trí số 3. Những người tuổi Bính Dần gặp cục diện là Dần và Tị là lục hại, đâm ra là nó chỉ xếp vị trí số 4 thôi. Tiếp theo cuối cùng là những người có ngoại lực Thủy. Thủy thì chúng ta có Bính Tý và Bính Ngọ, thì những người tuổi Bính Ngọ sẽ may mắn hơn, xếp vị trí số 5. Bính Tý sẽ nằm ở vị trí số 6 do gặp cục diện là Tý và nó tuyển là Tị đúng không ạ? Như vậy là trong cái con giáp may mắn thì chúng ta thấy có lẽ là tuổi Bính Tuất và những người tuổi Bính Thìn, Bính Thìn và Bính Tuất là hai tuổi sẽ may mắn nhất, dễ được lộc lá nó chiếu đến trong cái ngày 18 tháng 9 âm lịch năm 2024, con giáp Thìn. Đó là những con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, cái vận lộc tồn thứ hai là chúng ta có Bính Mậu hay lộc Tỵ. Như vậy thì những người thiên can Bính là vậy, vậy thì những người có thiên can Mậu thì sao? Chúng ta biết những người có thiên can Mậu là những người có đuôi năm sinh là số 8, mà Mậu là nó thuộc Thổ, nó nằm ở vị trí tứ mộ là thuộc Thổ, Mậu Thổ Kỷ Thổ đúng không ạ? Và cái Mậu Thổ thì nó thuộc là Dương Thổ nhá, nó đại diện cho cái sự ổn định vững chắc và cái khả năng giải quyết vấn đề một cách thực tế và quyết đoán. Và một khi mà cái thiên can Mậu nó gặp cái sao lộc tổn chiếu mệnh ấy thì nó cũng sẽ mang lại những cái điều vô cùng là may mắn, báo hiệu cho sự thăng hoa tài lộc, sự nghiệp và các mối quan hệ cá nhân. Cái sao lộc tổn là một trong những cái cát tinh mạnh mẽ chủ về cái vận tiền bạc, tài lộc và cái phúc đức, thường mang đến những cái cơ hội về tài sản gia tăng và cải thiện cuộc sống về vật chất. Bên cạnh đó, nói chung ấy, cái sao lộc tồn nó là cái sao chủ quản về tài chính và phúc lộc. Khi mà nó chiếu mệnh đến những người có thiên can Mậu thì trong cái ngày 18 tháng 9 âm lịch này, nó cũng sẽ mang đến cái sự thịnh vượng và gia tăng thêm cái thu nhập đến từ nhiều nguồn khác nhau. Đối với những người mang thiên can Mậu thì cái bản tính thực tế, cẩn thận, cẩn trọng trong cái công việc quản lý tài chính sẽ giúp cho họ tận dụng tối đa các cơ hội mà cái sao lộc tồn nó mang lại. Các bạn sẽ dễ dàng thấy được cái sự gia tăng trong cái thu nhập của mình. Có thể là từ công việc chính, đầu tư kinh doanh hoặc là từ các dự án về tài chính mà các bạn đã đặt nền móng từ trước đó. Nhờ vào sự ảnh hưởng của sao lộc tồn mà các bạn có thể nhận được những khoản thu bất ngờ từ các nguồn ngoài lề, như là lợi nhuận từ đầu tư hoặc là các dự án phụ, hoặc là thậm chí là gì? Từ sự giúp đỡ của quý nhân.
cái sao độc tồn nó không chỉ mang lại lộc lá trước mắt cho những người có thiên can bọ mà còn đảm bảo sự ổn định về lâu dài. Cái điều này nó có nghĩa là những cái khoản thu nhập trong một khoảng thời gian không chỉ mang lại cái tính chất nhất thời mà nó còn có khả năng duy trì và phát triển trong tương lai nếu các bạn biết cách quản lý tài chính hợp lý đó. Thưa quý vị, những người có thiên can mậu thì thường có khả năng lên kế hoạch tài chính chặt chẽ, và khi gặp cái sao độc tồn chứng mệnh ấy, thì đây là cái thời điểm hoàn hảo để cho quý vị củng cố và mở rộng các khoản đầu tư kinh doanh của mình. Đặc biệt những người làm việc ở trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản hoặc là cái chuyện đầu tư ấy, thì cũng sẽ được gặp được nhiều cơ hội để mà gia tăng thêm cái lợi nhuận. Không những về mặt tài lộc nó phát triển mà cái vận trình về công việc ấy nó cũng sẽ được thuận lợi. Người mang thiên can mậu trong thời gian này thì sẽ có tính cách là kiên định, chắc chắn và luôn làm việc với cái tinh thần trách nhiệm cao. Dưới cái sự chiếu mệnh của sao độc tồn, các bạn sẽ thấy rõ cái sự thăng tiến trong công việc, được cấp trên tin tưởng và đồng nghiệp ủng hộ. Những cái dự án mà các bạn đang thực hiện sẽ có nhiều cái dấu hiệu tích cực, mở ra cái cơ hội phát triển vượt bậc. Đối với những ai mà đang tìm kiếm cơ hội thăng chức hoặc là mở rộng cái quy mô kinh doanh ấy, cái sao độc tồn cũng sẽ mang lại cho quý vị gặp được đúng người đúng thời điểm và thực hiện được những cái mục tiêu mà các bạn đã đề ra từ trước đó. Nói chung đây cũng là cái thời điểm mà các bạn nên tập trung vào việc phát triển kế hoạch dài hạn và tăng cường cái sự kết nối với các đối tác tiềm năng. Nhờ sự hỗ trợ của cái lưu niên độc tồn mà các bạn sẽ có thể dễ dàng gặp được quý nhân giúp đỡ cho công việc, từ đó đẩy nhanh cái quá trình đạt được cái thành tựu lớn. Một cái đặc điểm đặc biệt khi mà cái sao độc tồn nó chiếu mệnh ấy là cái sự ổn định và cái sự bền vững về sự nghiệp. Cái điều này nó có nghĩa là không chỉ có sự tăng trưởng trước mắt mà còn có thể là duy trì được cái vị thế và cái lợi thế của mình trong thời gian dài. Vì vậy, đây là cái thời điểm các bạn nên chủ động lập kế hoạch dài hạn cho cái sự nghiệp và thực hiện các bước đi cụ thể để củng cố cái vị thế của mình. Thưa quý vị, không những vậy, nói chung cái sao độc tồn nó cũng mang lại nhiều cái điều tốt đẹp trong các mối quan hệ cá nhân. Với cái bản tính kiên nhẫn và chân thành, những người có thiên can mậu thường xây dựng được những cái mối quan hệ bền vững và sâu sắc. Khi cái sao độc tồn được chiếu mệnh ấy, các mối quan hệ của các bạn cũng sẽ trở nên hài hòa hơn, ấm áp hơn, đặc biệt là trong mối quan hệ gia đình và tình cảm lứa đôi. Đối với những người mà đã có gia đình thì đây là cái thời điểm mà các bạn và người thân ấy có thể hiểu nhau hơn, sâu sắc hơn, tạo nên một cái sự hòa hợp và cái sự gắn kết bền vững. Những cái hiểu lầm nho nhỏ có thể sẽ được hóa giải ấy, và thay vào đó là cái sự cảm thông và chia sẻ. Đối với những người còn độc thân ấy, cái sao độc tồn nó cũng mang đến nhiều cái cơ hội gặp gỡ và mở rộng cái mối quan hệ, tạo nên cái tình cảm sâu đậm hơn. Thưa quý vị, vậy là trong cái ngày 18 tháng 9 âm lịch, cái thiên can mậu này, khi mà gặp cái sao độc tồn nó chiếu mệnh ấy, thì nó cũng sẽ có nhiều cái cơ hội để phát triển cái tài lộc, sự nghiệp và tình cảm. Thì đây cũng là cái thời điểm vàng để cho các bạn tận dụng cái vận may và tạo ra những cái bước tiến triển vững chắc cả công việc và cả cuộc sống. Tuy nhiên, để duy trì cái sự thịnh vượng và cái sự ổn định lâu dài thì các bạn vẫn cần phải có sự cẩn trọng, tiếp tục làm việc chăm chỉ và đưa ra những cái quyết định sáng suốt các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng xét xem là con giáp nào là con giáp may mắn nhất nhé. Chúng ta check những người có thiên can mậu thì bao gồm tuổi sau này. 1948 là tuổi mậu tí đó, có ngũ hành thuộc hỏa. 1958 là tuổi mậu tuất, có ngũ hành thuộc mộc. 1968 là những người tuổi mậu thân, có ngũ hành thuộc thổ. 1978 là những người tuổi mậu ngọ, có ngũ hành thuộc hỏa. Tiếp đến là 1988 là mẫu thìn, có ngũ hành thuộc mộc. Cuối cùng là 1998 mậu dần, ngũ hành thuộc thổ. Đó là những con giáp may mắn được lộc trời ban, dễ có cơ hội đổi đời giàu sang sau một đêm. Trong những con giáp này, con giáp nào là con giáp may mắn nhất thì chúng ta cùng xét nhé. Quý vị thân mến, đầu tiên chúng ta biết là để xét về con giáp nào may mắn nhất, chúng ta lại dựa vào cái nạp âm ngũ hành, đúng không? Nạp âm ngũ hành. Và trong ngày 18 tháng 9 âm lịch, nó là đinh tị, ngũ hành thuộc thổ. Thổ thì sẽ sinh yêu kim, nhưng mà trong những con giáp này không có đâu con nào mệnh kim, đúng không? Thứ hai là thổ tiêu hòa với thổ. Thổ thì đây chúng ta có 1968 mậu thân và 1998 là mậu dần. Và cái ngày đinh tị, đúng không ạ? Tị thân là lục hợp, như vậy là những người tuổi mậu thân sẽ xếp vị trí số 1. Những người tuổi mậu dần xếp vị trí số 2. Tiếp theo chúng ta có mộc khắc được thổ. Thì nó là tài tinh, đúng không ạ? Mộc thì chúng ta có 1958 là mậu tuất và 1988 là mậu dần, thì mậu dần xếp vị trí số 3. Mậu tuất xếp vị trí số 4, đúng không ạ? Và cuối cùng tuần mậu tí và mậu ngọ thì mậu ngọ xếp vị trí số 5.
Mậu Tý ở vị trí số 6. Đó. Như vậy là đối với những người mà có thiên can Mậu thì những người tuổi Mậu Thân 1968 sẽ là con giáp may mắn nhất, dễ được tiền tài đẩy tay đúng không ạ? Và để gia tăng thêm cái vận may tài lộc cho mình thì quý vị cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những con giáp may mắn này nhé. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì trong cái ngày 18 tháng 9, ngày Đinh Tị, chúng ta sẽ có cục diện sau này. Chúng ta có Tị thì hợp với Thân, như vậy là những người tuổi Thân sẽ gặp được rất nhiều cái may mắn trong ngày hôm nay. Tuổi Thân thì chúng ta sẽ có tuổi sau này, Bính Thân là 1956 và Mậu Thân là 1968, đúng không ạ? Và thứ hai là chúng ta sẽ có Tị thì tam hợp với Dậu và Xíu, như vậy những người tuổi Dậu cũng sẽ được may mắn trời ban. Tuổi Dậu thì chúng ta sẽ có tuổi nào đúng không? Đinh Hỏa thì sinh cho Thổ, thì chúng ta có Kỷ Thổ, Kỷ Dậu là 1969 đúng không? Và Đinh Tị là Đinh thuộc Hỏa, Hỏa thì sẽ bị Thủy nó khắc, như vậy chúng ta sẽ có tuổi Quý Dậu là 1993, cũng gặp được may mắn đúng không? Tiếp theo tuổi Sửu thì chúng ta sẽ có những tuổi là 1949 là Kỷ Sửu đúng không? Và 1973 là Quý Sửu. Bên cạnh đó chúng ta Tị, chúng ta có Tị Ngọ Mùi là lục hợp đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có tuổi Ngọ là gặp may mắn này. Tuổi Ngọ thì chúng ta có tuổi Bính Ngọ là 1966 và tuổi Mậu Ngọ là 1978. Cuối cùng tuổi Tị Ngọ Mùi, như vậy những người tuổi Mùi cũng được tam hội giúp đỡ. Tam hội giúp đỡ đúng không ạ? Tuổi Mùi thì chúng ta sẽ có tuổi là 1979 là Kỷ Mùi và 2003 độ 2003 là tuổi Quý Mùi thì sẽ gặp được những cái may mắn trời ban. Như vậy là trong cái ngày 18 tháng 9 âm lịch chúng ta sẽ có 5 con giáp này dễ có cơ hội trúng số đổi đời. Trong đó tuổi Ngọ là một này, thứ hai là tuổi Thân là hai con giáp mà dễ được cái vận may trời ban nhất. Đó. Thưa quý vị, như vậy là trong ngày 18 tháng 9 âm lịch chúng ta sẽ có 5 con giáp được thần tài chiếu mệnh. Được cái sao độc tổn chiếu mệnh ấy, nó cũng sẽ gặp được rất nhiều cái vận may về tiền bạc tài lộc, đó là những tuổi sau này. 1 tuổi Thân, 2 tuổi Dậu, 3 là những người tuổi Sửu, 4 là tuổi Ngọ và 5 là những người tuổi Mùi. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.